Inspire Motion, giải pháp hàng đầu cho mô phỏng động lực học cơ hệ. Inspire Motion với môi trường mạnh mẽ, trực quan và thân thiện với người sử dụng, giúp các kỹ sư dễ dàng đánh giá quá trình làm việc của hệ thống chuyển động. Inspire Motion cung cấp tất cả các công cụ mô phỏng chuyển động trong cùng một giao diện. Inspire Motion dùng chung giao diện với Inspire Structure giúp đồng giải quyết bài toán mô phỏng động lực học cơ hệ và tối ưu hóa kết cấu topology. Hãy đánh giá được hiệu suất của các chi tiết trong quá trình chuyển động. Ví dụ trong chi tiết này, thông qua tính toán các thông số điều kiện biên về vận tốc, lực, chuyển vị, chúng ta có thể đánh giá được hệ thống lò xo hay giảm chấn ảnh hưởng như thế nào đến thiết kế. Hãy nhanh chóng xác định và thiết lập những cơ cấu tạo chuyển động tĩnh tiến hoặc quay trên mô hình. Lực được khảo sát từ quá trình phân tích chuyển động chính là một trong những điều kiện biên làm đầu vào cho bài toán phân tích cấu trúc để khảo sát hiệu suất làm việc cũng như tối ưu hóa độ cứng và khối lượng của các chi tiết. Các module trên Inspire đều sử dụng chung một giao diện, nhờ đó tạo sự thuận tiện, thân thiện và dễ sử dụng. Người dùng có thể dễ dàng quản lý mô hình bằng cách truy cập Model Browser, thiết lập thuộc tính các chi tiết trong Property Editor, quản lý hiển thị mô hình. Những công cụ thiết lập cũng có biểu tượng rất trực quan, được sắp xếp theo quy trình làm việc hướng dẫn người dùng trong tiến trình xây dựng mô hình một cách hợp lý. Trong quá trình xây dựng mô hình, phần mềm sẽ đưa ra những gợi ý các lựa chọn là những thiết lập quan trọng mà bạn cần lưu ý. Các bảng quản lý giúp bạn theo dõi thông tin các đối tượng trong mô hình một cách dễ dàng. Chế độ hiển thị kết nối trong mô hình giúp bạn dễ dàng nhận biết các chi tiết trong mô hình kết nối với nhau và cũng có thể dễ dàng điều chỉnh các loại kết nối nếu cần thiết. Một trong những chức năng chính của Inspire Motion là khả năng tự động nhận diện và tạo kết nối dựa trên các đặc điểm hình học. Điều này tạo sự nhanh chóng và dễ dàng khi thêm các khớp nối vào mô hình, cho phép thay đổi thiết kế và nhanh chóng khi xem xét các phương án. Việc đánh giá hiệu suất làm việc của mô hình cũng tương đối dễ dàng, chỉ cần nhấp chuột vào bất kỳ chi tiết nào trong trình quản lý mô hình hoặc cửa sổ đồ họa để xem chi tiết các kết quả. Người dùng có thể đánh giá được các vị trí như chuyển vị, vận tốc, gia tốc, v.v. Sự kết hợp liền mạch giữa Inspire Structure và Inspire Motion và tối ưu hóa cấu trúc topology cho phép bạn tích hợp chức năng giữa các môi trường khác nhau để có những phân tích sâu hơn. Sử dụng Inspire Structure để thiết lập điều kiện biên như tải trọng, điều kiện khối lượng, cách thức liên kết và phương án sản xuất. Những ràng buộc cho tối ưu hóa hình dáng thiết kế topology. Sử dụng Inspire Geometry để tạo, di chuyển hoặc thay đổi. Thay đổi thiết kế hình học một cách nhanh chóng, dễ dàng mà không cần thông qua một phần mềm thiết kế khác. Các công cụ hậu xử lý cho phép bạn khảo sát kết quả cho nhiều trường hợp tải trọng khác nhau, hỗ trợ người dùng đưa ra thiết kế cuối cùng bằng cách đưa ra điều chỉnh dựa trên những phân tích về ứng suất, độ võng và hệ số an toàn. Ngoài ra, Ante Inspire cũng hỗ trợ xuất mô hình phân tích động lực học sang Motion View, cho phép mở rộng các bài toán mô phỏng một cách chi tiết hơn như kết hợp chuyển động của những chi tiết phức tạp. Hãy tạo các dữ liệu đầu ra để mô phỏng điều khiển hệ thống. Ante Inspire, giải pháp hàng đầu cho mô phỏng động lực học cơ hệ và tối ưu hóa kết cấu.